Khi mà biết tôi theo đuổi ngành học này thì mọi người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ và ông bà, hoàn toàn đồng ý với quyết định này. Mong muốn lớn nhất của tôi là được chăm sóc người thân, giúp đỡ và đem lại niềm vui cho người bệnh. Đó là động lực lớn nhất giúp tôi theo đuổi ngành học này. Điều thú vị nhất đối với tôi khi học ngành điều dưỡng là được nâng cao kiến thức, hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người một cách toàn diện. Ngoài ra, khi mà được đi thực tập tại các cơ sở y tế, bệnh viện, chứng kiến những hoàn cảnh xót xa cũng như sự nỗ lực vươn lên của người bệnh càng giúp tôi thúc đẩy tôi học tập tốt hơn. Điều khó khăn nhất đối với tôi là có rất nhiều thứ phải nhớ, phải học, thời gian đa số là ở phòng thực hành, phòng thí nghiệm. Nhưng đó là điều tôi tâm đắc nhất, vì phải có học nhiều, thực hành nhiều thì mới giỏi lên được. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, bệnh viện được giao. Ngoài ra, mong muốn của tôi là được chăm sóc người lớn tuổi. Vì vậy, tôi muốn được rèn luyện thêm về kỹ năng chăm sóc người lớn tuổi. Khi được trở thành điều dưỡng viên, mong muốn của tôi là được vào viện lão khoa, vì đối với tôi, đây là lứa tuổi cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất. Trước đây, người điều dưỡng phụ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ nên chưa được công nhận rõ ràng trong lĩnh vực y tế. Điều đó còn kéo dài cho đến ngày nay. Tuy nhiên thì ngoài chức năng phụ thuộc, người điều dưỡng còn có chức năng độc lập và phối hợp. Cùng với sự lớn mạnh, phát triển của ngành điều dưỡng, người điều dưỡng đang dần khẳng định vị thế của mình trong hệ thống y tế. Bản thân tôi là một sinh viên điều dưỡng, tôi biết bản thân mình cần phải cố gắng nỗ lực học tập, trau dồi thêm kỹ năng để góp phần vào sự phát triển đó. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, ngành điều dưỡng sẽ có một triển vọng sáng sủa. Để làm được điều này, bản thân tôi cũng như là thế hệ điều dưỡng trẻ hiện nay cần phải nỗ lực học tập, cố gắng trau dồi thêm kỹ năng. Xin chào, tôi tên là Dương Thủy Tiên, tôi 19 tuổi. Trong tương lai, tôi tự hào trở thành điều dưỡng viên giúp bạn nhận được sự chăm sóc tốt nhất vào lúc bạn cần, tại nơi bạn ở. Hãy chờ tôi nhé!